Xin chào mọi người, xin chào chị yêu à, giờ rồi chào mọi người, chào chị yêu nha, chào mừng các chị yêu đã quay trở lại với live của thời trang Dory nha. Mọi người hôm nay thì em sẽ giới thiệu một em đầm rất là hot hit của bên em luôn. Và nếu như mà chị yêu nào mọi người đã vào coi live stream rồi thì nhanh tay để lại cho em xin ngay một chấm comment các chị yêu nha. Xin chào mọi người, hello các chị yêu luôn nè. Các chị ơi, hôm nay thì mình sẽ có ngay một em đầm đính đá rất là đẹp các chị yêu nha. Ví dụ như là chị yêu nào mọi người chuẩn bị là đi chơi hay là các chị yêu mình đi tiệc thì hãy nhanh tay là đặt hàng ngay mã số sản phẩm quen năm mặc đây các chị yêu nha. Mẫu đầm quen năm mặc đây cho mọi người đó là mã số DT868 nha các chị ơi, và em sẽ có cho các chị yêu 4 tông màu luôn. Ai mọi người đã vào coi live stream rồi thì nhớ là nhanh tay đặt hàng cho em liền ở trong khung giờ live với nè. Mọi người ơi, đối với em đầm DT868 này thì em sẽ có tới 4 màu luôn các chị yêu nha. Màu quen mặc đây sẽ là tông màu đỏ tươi. Em có cho mọi người đây sẽ là tông màu đen. Mọi người nhìn cái màu đen này, trời ơi rất đẹp thật sự các chị ơi. Màu đen nó lên long lanh và nó có đính đá cho mọi người làm bằng tay các chị yêu nha, rất là xuất sắc luôn. Màu em mặc đây là tông màu đỏ tươi. Em có cho chị yêu mình đây sẽ là tông màu đen nè. Em có cho chị mình là màu xanh đen và có là tông màu đỏ rượu các chị yêu nha. Ở đây thì mình sẽ có tới 4 tông màu luôn, và chị yêu nào mọi người đã vào coi live stream rồi thì hãy nhớ là nhanh tay đặt hàng liền ở trong khung giờ live giúp bên em các chị yêu nha. Đây mọi người ơi, các chị thấy là 4 cái gam màu này có màu nào mà các chị yêu mình ưng ý chưa ạ? Đối với em đầm DT868 này là một cái hàng thiết kế cao cấp các chị yêu nha. Và cái toàn bộ cái mẫu đầm này đều được thêu đính và đính đá làm bằng tay cho em luôn. Form đầm lên cho các chị yêu mình sẽ là một cái dáng đầm hơi ôm body nhẹ các chị yêu nha. Đầm DT868 này em có size MLXL tới 5XL và 75kg đổ về là vừa. Hôm nay các chị yêu mình đặt hàng trong giờ live stream, mọi người comment giúp em là DT868 kèm với số điện thoại các chị yêu nha. Mọi người ơi, đối với mã đầm này em sale cho chị yêu mình trong khung giờ live với mức giá là chỉ có 759 thôi, miễn ship giao hàng. Dạ rồi, mẫu đầm quen năm mặc đây là sale còn 759.000 đồng nha chị Huệ Mẫn ơi, miễn ship giao hàng đến tận nhà luôn. DT868 kèm số điện thoại, đầm này em bao giá cho chị yêu mình luôn. Các chị yêu mình đi ra ngoài nè, mình kiếm cho em một cái đầm mà đính đá, mà đầm mà kiểu như hàng thiết kế thế này không bao giờ có tiền trăm nha các chị ơi. Đầm này cho bên em thị trường người ta đang bán 1,2 triệu, 1,5 triệu một đầm, do là cái mã này của bên em được làm bằng tay các chị yêu nha. Đây, những cái hạt đính đá này của em là em làm cho chị yêu làm may tay toàn bộ luôn, cho nên là để làm được một cái mẫu đầm như thế này là tốn rất là nhiều thời gian các chị yêu nha. Đây ngọc nè, đá này là toàn là bộ may tay hết các chị yêu ha. Đầm em mang đây là DT868 nha chị yêu nha, và giá là 759.000 đồng như chị Huệ Mẫn ơi. Đầm này em đang sale 759k phí ship giao hàng đến tận nhà. Nếu như mà chị yêu nào mình mua tặng quà cho bạn bè người thân, các chị nên lấy liền. Và form đầm này á, các chị yêu mình mặc cho em là size 75kg đổ về là đều có size. Đầm này là hàng thiết kế cao cấp các chị yêu nha. Bên em sẽ có size là MLXL tới 5XL luôn, là 75kg đổ về là vừa. Các chị yêu mình chia sẻ like thì em sẽ phi ship các chị yêu nha. Đây, quay gần lại để cho mọi người xem cái vải của nó nè. Chất liệu vải của bên em sẽ là vải ánh nhũ các chị yêu nha. Chốt đơn cho chị Hoàng Long lấy một đầm DT868 nha. Và chị Diễm Phúc lấy size XL đầm DT868. Cảm ơn chị yêu nè. Mọi người ơi, DT868 này rất là đẹp và 4 tông màu này màu nào cũng sang hết. Đây là tông màu xanh đen thì em sẽ làm phối là hoa trắng các chị yêu nha. Đây sẽ là tông màu đỏ rượu thì em phối hoa đỏ nè. Màu đỏ tươi thì em phối hoa vàng, với lại màu đen thì sẽ phối hoa vàng các chị yêu nha. Mà cái màu đen các chị nhìn cho em đã mê luôn mọi người ơi. DT cho em là 868 kèm số điện thoại nha. Đang sale cho chị yêu mình chỉ còn với giá là 759k và free ship trên toàn quốc luôn. Cái tông màu đỏ rượu này là màu em bán chạy nhất các chị yêu nha. Màu đỏ rượu này là bán chạy nhất luôn mọi người ơi. Nhưng mà cái màu em mặc đây rất là đẹp. Màu này là đỏ tươi các chị yêu nha. Mặc lên thì nhìn nó sẽ là trẻ trung hơn nè, nhìn lên sẽ nổi bật hơn đúng không ạ? Form đập lên cho bên em sẽ là dáng ôm nhẹ, và chất liệu vải là chất ánh nhũ có độ co giãn. Mọi người ơi, chất liệu vải em mặc đây nó có độ co giãn cho nên là mặc rất là thoải mái. Phần cổ thì không hề bị lộ hở các chị yêu nha. Bởi vì cổ này em sẽ làm một cái lớp lưới cho chị yêu mình, ở trên thì em sẽ đính đá. Mọi người coi cái đá thêu cho em nha. Đính đá này là em toàn bộ đều làm bằng tay luôn. Form đầm rất là xinh. DT868 kèm số điện thoại các chị yêu nha. Giá sẽ là 759k, quá rẻ. Đầm này 759k miễn ship, quá rẻ các chị yêu nha. Chị nào đặt hàng thì nhanh tay cho bên em liền. Form đầm rất là đẹp nha mọi người ơi. Đi chơi hay là đi tiệc là đều được luôn. Cảm ơn chị yêu Hải Yến lấy đầm DT868 nè. Các chị yêu mình tự nghĩ
để một cái mẫu đầm mà là hàng thiết kế là bình thường là giá ở ngoài thị trường đã rất là cao rồi, mà còn thêm cho em là đính đá bằng tay và size số thì tới size 5XL luôn các chị yêu nha. Nếu như mà size càng lớn thì tốn rất là nhiều vải và tốn rất là nhiều đá, nhưng mà bên em thì cũng chỉ là cho chị yêu mình là từ 75kg đổ về đều mặc vừa và với một cái mức giá là 759k thôi. Và các chị yêu nào mọi người có chia sẻ like thì em còn free ship nữa các chị nha. Chị nào hôm nay đặt trên live stream chia sẻ like em free ship cho chị yêu mình luôn DT868. Ok chị Hoàng My lấy một đầm DT868 nè. Chốt đơn là chị yêu lấy đầm DT868 màu đỏ rượu nha. Ok chị yêu Hải Yến lấy một đầm DT868 luôn. Màu em mặc đây là tông đỏ tươi các chị yêu nha. Đây các chị nào mua về tặng quà cho bạn bè người thân hay là các chị nào chuẩn bị là mua về đi đám cưới nha. Chiều dài đầm là dài qua gối nha các chị ơi. Đầm này là 4 màu luôn. Đằng sau của bên em là có khóa kéo và có may chít eo. Trời cái màu đỏ rượu các chị nhìn không mê thì thôi luôn đó mọi người ơi. Giá cái mẫu đầm này chỉ có 759 thôi nha. Và được miễn ship giao hàng đến tận nhà cho em luôn. DT868 4 tông màu nha các chị nha. Ai mọi người đặt hàng ngay tay dùm cho em ạ. Chị yêu nào mọi người thấy số lạ gọi tới chị ấy. Tôi biết rồi chứ. Dạ rồi mọi người ơi, bây giờ thì em sẽ chuẩn bị qua mẫu các chị yêu nha. Chị nào đặt hàng thì ghi nhanh cho em là đầm DT868 kèm số điện thoại nhá. Mẫu đầm này của em là size 75kg đổ về là vừa đó ạ. Còn đầm không xốp màu đỏ rìu, ok chị Ngọc Ánh em đang còn luôn chị yêu nha. Chỉ cần đặt hàng trong livestream thôi là được giảm giá và được free ship. Đó, cho nên là mọi người nhanh tay chốt đơn liền, có 759k một đầm thôi. Cho nên là các chị yêu nào coi like nhanh tay đặt hàng liền các chị nha. Rồi bây giờ thì em sẽ thay mẫu các chị nhá. Chị nào vào coi livestream rồi chốt nhanh nè. Mọi người ơi, đầm này 4 tông màu, em thấy màu nào cũng đẹp hết trơn á. Cho nên là các chị yêu nào mình thích tông màu nào dễ đặt hàng liền cho em nha. Chứ màu nào mặc lên cũng đẹp hết á. Và cái form đầm này của bên em thì rất là dễ mang, vải nó có độ co giãn các chị nha. Chị nào mà trung niên mặc cũng được luôn. Cái đầm này của bên em là chị nào công sở với trung niên mặc đẹp nha. DT868. Rồi bây giờ thì em qua mẫu các chị yêu coi livestream, đợi em một tí xíu. Em sẽ đi thay mẫu mới các chị yêu nha. Dạ rồi mọi người ơi, DT868 kèm số điện thoại cho bên em các chị yêu nha. Giá là 759.000 đồng. Cảm ơn chị yêu Lê Minh Tuyết đã vào coi livestream. Bây giờ mình sẽ qua mẫu mới các chị yêu nha. Có ai mình đã coi like của em rồi thì cho em xin ngay một chấm comment nè. Chị yêu nào mọi người đặt hàng thấy số lạ gọi tới thì nghe máy các chị yêu nhé. Bây giờ thì em sẽ chuyển sang cho chị yêu một em đầm tiếp theo cũng rất là đẹp luôn các chị ơi. Đây là một cái mã mà đầm đi tiệc các chị yêu ạ. Đầm đi tiệc cao cấp, mã số sản phẩm là DV007. Chị nào mọi người vào coi livestream rồi thì chấm bài trên like giùm em với nha. Mọi người ai đặt DT868 rồi thì nhanh tay các chị yêu nha. Đầm DT868 này em chỉ sale cho khách hàng mình đặt hàng trong giờ live thôi. Và nếu như mà các chị yêu nào mọi người chia sẻ like thì em free ship nữa các chị yêu nha. Cho nên là ai đặt hàng thì nhanh tay. DT cho em là 868 kèm số điện thoại và 759.000 đồng các chị yêu nha. Rồi mọi người ơi, bây giờ mình sẽ qua em đầm này, đó là DV007 siêu đẹp luôn các chị nhá. Mã đầm em mặc đây cho mọi người hôm nay là đầm DV007. Và chị yêu nào mọi người đã vào coi livestream rồi thì nhanh tay là đặt hàng liền cho em luôn. Cảm ơn chị yêu Thương Thương đã vào xem like nè. Xin chào chị Lê Minh Tuyết đã vào coi like nha. Mã đầm em mặc đây cho các chị yêu hôm nay là đầm DV007 các chị yêu nha. Một em đầm thiết kế cho các chị yêu là tông màu xanh rêu. Và form đầm lên cho các chị yêu mình sẽ là dáng đầm đuôi cá các chị yêu nè. Form lên mọi người nhìn cho em nha, siêu chuẩn và siêu đẹp luôn các chị ơi. Đối với em đầm DV007 này là một cái thiết kế mà bên em làm rất là kỳ công luôn nha mọi người. Và cái chất liệu vải cho các chị yêu cũng phải là chọn là cái vải là cao cấp nhất cho các chị yêu mình luôn. Vải của bên em mặc đây sẽ là chất umi và in họa tiết sẽ là hoa 5D. Mọi người ơi, đầm em mang là đầm DV007 các chị yêu nha. Hôm nay chị yêu nào mọi người đặt hàng trong giờ livestream, bên em đang sale mã đầm này với mức giá là còn 649.000
hàng đồng và miễn ship giao hàng. Màu em mặc đây chỉ có một tông màu thôi, màu xanh rêu các chị yêu nha. Em quay gần các chị yêu mình nhìn kỹ cho em là dáng cổ sẽ là cổ tròn. Mọi người coi phần tay thiết kế sẽ là tay chòm các chị yêu nha. Mọi người ơi, nhìn cái tay này nó siêu sang luôn á. Bên em may cho các chị yêu mình là may từ phần vai trở ra. Và khi các chị yêu mọi người mặc lên là cái phần bắp tay này là che được hoàn toàn luôn. Mọi người nhìn thấy cái dáng đầm không mọi người, trời ơi rất là đẹp luôn các chị nha. Form đầm lên cho em thì sẽ là ôm ngay phần eo và ở dưới sẽ thiết kế là váy kiểu lê đuôi cá các chị yêu nha. Váy này của bên em sẽ làm cho mọi người là đầm đuôi cá DV007 giá là 649.000 đồng phi ship luôn. Đầm đằng sau thiết kế là có khóa kéo các chị yêu nha. Và mọi người ơi, mẫu đầm này của em đang mặc đây cho chị yêu mình là đầy đủ size MLXL cho đến size 2XL. Những chị yêu nào mọi người 70kg cho em đổ về là vừa luôn các chị yêu nha. Cái vải này thì mặc lên siêu thích và chất nó có độ co giãn. Đây các chị yêu nhìn form đầm cho em nè. Mọi người ơi, cái đầm này của em đang mặc đây sẽ là thiết kế kiểu như là mặc lên cực kỳ tôn dáng cho chị yêu mình luôn. Và các chị yêu mình nhìn cái dáng đuôi cá nhìn như thế này thôi chứ em may rất là kỳ công các chị nha. Em phải may cho chị yêu là ở đằng trước là em ráp 3 mảnh nè, đằng sau là 4 mảnh lại để thành cái form đuôi cá này đó ạ. Bởi vì là làm đuôi cá như thế này thì cái dáng nó của nó sẽ là lê vừa thôi các chị yêu nha. Và nó sẽ là kiểu như là hơi xòe nhẹ cho mình như thế này đây, rất là xinh luôn. Mọi người ơi, đầm em mặc là DV007 và kèm với số điện thoại các chị yêu nha. DV007 và kèm với số điện thoại cho bên em. Giá mẫu đầm này chỉ có 649 thôi và miễn ship luôn. Màu cực kỳ đẹp và vải lên co giãn tốt. Ok chị yêu Mai Ban lấy một đầm DV007 nha. Cảm ơn chị yêu Nguyễn Lưu lấy một đầm DV007 55kg nha. Chốt đơn cho chị yêu Nguyễn Thu lấy một đầm DV007 nè. Chị yêu Lê Minh Tuyết lấy một đầm DV007 nè. Chị Hạnh Nguyễn lấy một đầm DV007 size 2XL nè. Rồi chị yêu nào đặt hàng thì cho xin số điện thoại các chị yêu nha. Mọi người nhớ đặt hàng trong giờ live để em free ship giao hàng cho chị yêu mình luôn. Bởi vì các chị biết rồi, ra ngoài các chị yêu mình mua hàng tiền ship 30.000. Các chị yêu mình đặt trên like, các chị chia sẻ live stream cho em là các chị đã được thêm giảm phí ship, là được giảm 30.000 rồi các chị nha. Tiền ship là em trả cho bưu điện các chị ha, chứ bưu điện là người ta không có free ship rồi. Đó cho nên là vì vậy mà người tranh thủ đặt hàng trên live giùm em. Một cái mã đầm đẹp như thế này mà bỏ qua thì thật sự quá tiếc luôn mọi người ơi. DV cho em là 007 kèm số điện thoại nha. Mọi người thấy không, cái màu của em mặc đây là tông màu rêu kết hợp cùng với lại họa tiết là hoa nổi và kết hợp hoa chìm cho chị yêu mình nha. Rất là đẹp luôn. Trời ơi, form đầm này lên dáng sang chưa? Đầm đằng sau thì thiết kế là có khóa kéo các chị yêu nha. Đi chơi hay là các chị yêu mình đi tiệc là đều được các chị yêu nhá. Mã số sản phẩm là DV007 ạ. Và kèm số điện thoại là có đơn hàng thành công. Ok, chị yêu Kim Chi lấy đầm DV007 nè. Chất đơn này chị yêu Ngọc Dầu lấy đầm DV007 nè. Có size 2XL nha chị yêu nha. Cảm ơn chị yêu Kim Chi, đẹp quá. Đầm này siêu sang luôn. Mọi người ơi, các chị nhìn cái dáng tay là các chị biết là chỉ có hàng cao cấp mới có thôi nha. Mình cái mẫu mà bình thường ở trên thị trường đó là sẽ ít khi nào mà làm dáng tay chồm như vậy lắm. Cái kiểu của nó là kiểu như là giống tay cái kiểu choàng á các chị nha, rất là sang luôn. Và đầm này mọi người mặc đi tiệc cho em cực kỳ trắng da, cực kỳ nổi bật luôn. Mặc đi chơi, mặc đi du lịch, mặc đi công sở được các chị yêu ha. DV là 007 và kèm số điện thoại cho em các chị nha. Rồi giờ em qua mẫu mới ạ. Chị nào đặt hàng thì nhanh tay giùm em. Mọi người ơi, chị yêu mình đặt hàng trong giờ livestream nhớ nghe máy xác nhận nha. Sẽ có nhân viên của em tư vấn cho chị yêu mình chọn size phù hợp luôn. Rồi bây giờ chị yêu nào mọi người lấy mẫu nào thì comment cho em liền các chị yêu nha. Rồi bây giờ thì em sẽ qua mẫu các chị yêu nào theo dõi livestream. Đợi em một tí xíu em sẽ đi thay mẫu mới. Các chị đợi em một tí xíu các chị nha. Rồi mọi người ơi, bây giờ em sẽ qua mẫu các chị yêu nha. Chị nào coi like thì chấm bài tương tác giùm em các chị yêu nha. Đợi em một tí xíu em đi thay mẫu luôn ạ.
Mọi người ơi, chị nào đang theo dõi livestream thì nhanh tay chấm bài trên like giùm em. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu đến các chị yêu mình một em đầm tiếp theo, đó là một cái mã đầm xòe các chị yêu nha. Đầm đuôi cá em mặc đây là DV007 các chị nha. Và đầm này thì có giá cho mọi người đó là giá là 649k. Bây giờ thì em sẽ lên cho chị yêu một cái mã mới. Mã số sản phẩm tiếp theo của bên em là một cái em đầm xòe hoa và màu của nó sẽ là tân tím các chị yêu nha. Đầm tiếp theo em lên cho mọi người đó là mã số sản phẩm DV007 ạ. Đầm tiếp theo em nhầm DT cho em là 949 ạ. Chị nào đang theo dõi livestream thì nhanh tay đặt hàng trên live giùm em với nha. Bây giờ là mùa hè các chị nhá, cho nên là em sẽ tranh thủ lên cho chị yêu mình những cái đầm mà chất liệu lụa nha mọi người, để các chị mặc lên nó thoải mái. Cảm ơn chị Thương Thương này, cảm ơn chị yêu Mai Hương đã coi livestream của em. Rồi bây giờ mình qua mẫu mới luôn các chị yêu nha. Đầm tiếp theo của bên em đó là em đầm DT949 các chị yêu ơi. Mẫu đầm này thì mặc lên cực kỳ xinh luôn. Cảm ơn chị yêu Hải Yến đã vào coi livestream nha. Rồi cái mẫu đầm này của em mặc đây cho chị yêu mình sẽ là thiết kế là dạng váy xòe các chị yêu nha. Form đầm mặc lên cho mọi người là cực kỳ mát luôn, và đặc biệt hơn là cái mẫu đầm em mặc đây rất là xinh, họa tiết hoa văn của nó sẽ không hề bị già một tí xíu nào các chị yêu nha. Mọi người ơi, đầm hoa em mặc đây cho chị yêu đó là DT949 ạ. Chị yêu nào mọi người đặt hàng comment nhanh cho em là DT949 kèm số điện thoại các chị yêu nha. Đầu tiên là cái form đầm lên cho bên em thứ nhất là sẽ là dáng đầm xòe, đầm lên ôm ngay ở phần eo và dáng váy thiết kế dáng váy xòe nè, cổ sẽ là dáng cổ tròn và tay sẽ là tay bồng các chị yêu nha. Hôm nay chị yêu nào mọi người đặt hàng trong khung giờ livestream comment nhanh giùm em là DT949 và kèm với số điện thoại là có đơn hàng thành công các chị yêu nha. Mọi người ơi, đầm này hiện tại mình đang bán với giá gốc của bên em là 650, em sale còn 580 và em miễn ship giao hàng luôn. Các chị yêu nào vào coi live đặt hàng trên live liền, mọi người nhìn cái hoa văn nha, trời ơi siêu đẹp luôn mọi người ơi. Họa tiết hoa văn này của bên em là hoa này sẽ là in nổi và đây sẽ là họa tiết in chìm. Cái này là không kèm tang áo các chị nha, tang áo này là em gắn vào cho đẹp thôi. Đó mọi người thấy họa tiết của bên em sẽ là hoa 5D rất là nổi bật luôn. Form đầm thì sẽ là ôm ngay eo và dáng thiết kế váy xẻ các chị yêu nha. Đó các chị coi cái váy nè, trời ơi xinh quá mọi người ơi. Đầm này của em mặc đây sẽ là mã đầm DT949 các chị yêu nha. Và mức giá bán hiện tại dành cho các chị yêu mình trong khung giờ livestream hôm nay đó là em sale luôn cho mọi người chỉ còn với giá là 580.000 và free ship giao hàng luôn. Đầm của em mặc đây thiết kế cho chị yêu mình là hai lớp các chị yêu nha. Ở bên ngoài là vải lụa và bên trong em cũng sẽ làm lót lụa luôn. Mọi người thấy là đối với cái đầm mà chất liệu lụa nó đã dày dặn rồi, người ta không có làm lót làm gì nha mọi người. Bởi vì làm lót là tốn thêm rất là nhiều vải và tốn thêm tiền vải nhiều nữa. Lót này của bên em là làm lót lụa nha. Và vải này là lụa Latin nha mọi người, mặc lên siêu mát. Và các chị yêu mình coi váy nè, váy em may nhá chị yêu là xòe bồng rất là đẹp và chiều dài đầm là dài qua gối luôn. Hôm nay chị yêu nào đặt đầm DT949 này màu tím, các chị nhanh tay chốt đơn DT949 kèm số điện thoại. Mọi người ơi, một mẫu đầm như thế này đang được bán với mức giá tri ân đó là sale 580.000 đồng các chị yêu nha, free ship cho khách hàng đặt hàng trong giờ livestream. Ở đằng sau bên em làm thiết kế khóa kèo cho mọi người các chị yêu nha. Và đối với một cái dáng đầm xòe như thế này các chị mặc lên nó sẽ không bị lộ bụng đâu ạ. Tay nè mọi người nhìn cho em, dáng tay thì sẽ làm tay ngắn và tay này em làm kiểu lồng đèn các chị yêu nha. Cái tay mà nó kiểu lồng đèn bao giờ nhìn nó cũng rất là xinh luôn đó mọi người. Và che được cái phần bắp tay to cho mình, cổ thì em sẽ làm cổ tròn và có khuyết chữ V, có túi hai bên cho mình. Và các chị mình coi nè, đầm ở cái túi mà em cũng làm lót lụa cho chị yêu mình luôn, nó cùng nền nha các chị yêu nha, cùng nền với bên ngoài luôn, lót lụa các chị hoa. Cái này là cái túi bên trong á các chị nha. Đầm em mặc đây là đầm DT cho em là 949 kèm số điện thoại mọi người ơi, đẹp lắm mọi người. Đây các chị nhìn thấy không, lót ở bên trong em cũng làm lót lụa cho chị yêu mình luôn nè. Và form đầm em mặc đây cho chị yêu mình, các chị nhìn thấy không ạ, đầm dài qua gối nhìn nó cực kỳ thức tha và nữ tính luôn. DT là 949 các chị yêu ha. Mọi người ơi, vải này nè các chị yêu mình mặc lên mà đi chơi hay các chị yêu mình mặc mà đi tiệc rất là đẹp luôn nha. Và giá chỉ có sale còn 580.000 đồng cho khách thôi, cho nên là chị yêu nào đặt hàng thì nhanh tay ạ. À, cảm ơn chị yêu Quỳnh Vi lấy một đầm DT949 nha. Ok chị Trang Nhung lấy một đầm DT949 sale còn 580.000 đồng, chốt đơn cho chị yêu. Cảm ơn chị yêu Hoàng Long nè. Ok chị Thanh Nhàn chốt đơn cho chị yêu Minh Ngọc lấy một em đầm DT949 nha, sale luôn cho mọi người chỉ còn giá là 580.000 đồng thôi. Ok chị yêu Nhàn Thanh lấy một đầm DT949 nha. Chị Nhàn Thanh hôm bữa có đặt hàng bên em
em rồi đúng không ạ? Có gì bên em sẽ nếu mà mình có nhận được voucher thì mình sẽ được giảm giá thêm nhá. Rồi mọi người ơi, đầm em mặc đây cho chị yêu mình là DT919, ai đặt hàng thì nhanh tay. Sale còn 580 lụa Latin và cái mẫu này mùa hè các chị nên có nha. Đầm này mùa hè các chị nên có này. Trời ơi, các chị mà đi du lịch mà chụp hình á, em nói siêu đẹp luôn. Đầm này nó là may dài các chị yêu nha, dài qua gối, chiều dài là 100 cm mọi người ơi. Đây các chị thấy không ạ? Váy nè, trời ơi siêu đẹp luôn. Đầm này đẹp quá mọi người ơi. Và mẫu này em không tặng kèm tang các chị yêu nha, em chỉ miếng ship thôi. Cái tang này là em thấy xinh cho nên em gắn thêm vào đầm thôi các chị yêu nhá. Không kèm tang nha. Mẫu này là đầm hoa nha các chị nha. Form đầm lên là mọi người thấy không, mặc lên nó tôn cái eo của mình rất là nhiều luôn. Form đầm này là hàng thiết kế cho nên là em may cực kỳ chuẩn các chị nha. Và vải này là vải nhập cho nên chất rất là đẹp. Dạ rồi, ok chị yêu nha, chị yêu nhắn Thanh lấy đầm DT949 nha. Có gì nghe máy xác nhận cho em nha chị yêu ơi, sẽ có nhân viên tư vấn cho mình luôn. Nếu như mà lần trước mình có đặt hàng mà mình có được giảm thì nhân viên em sẽ báo cho mình thêm nha chị yêu nha. Rồi mọi người ơi, hiện tại bên em đang có rất là nhiều chương trình dành cho khách hàng. Ví dụ như là chương trình mình tích điểm nha. Khi các chị yêu mua hàng của bên em sẽ tích điểm cho các chị yêu mình để lần sau mình được khuyến mãi nè. Hoặc là bên em sẽ có tặng kèm voucher nếu như các chị yêu mua hàng mình có voucher mình được sử dụng giảm giá các chị yêu nha. Còn nếu như mà chị yêu nào đặt hàng trong live hôm nay, siêu phẩm em mặc là DT949, em sale còn 580 và em miễn ship giao hàng ở trên toàn quốc luôn các chị yêu nha. Cho nên là chị yêu nào mình đặt hàng thì tranh thủ chốt đơn liền giúp em. Đầm em mặc là DT949 màu tím các chị nha, siêu xinh luôn. Đầm này là 70kg, 72kg đổ về là vừa nha mọi người ơi. Bây giờ thì em sẽ đi thay mẫu các chị yêu nha. Chị nào mình đặt hàng thì nhớ thấy số lạ gọi tới nghe máy xác nhận cho em. Cảm ơn chị yêu Quỳnh Vi nè, ok chị yêu Thảo Lê nha. Rồi còn chị yêu nào mình đặt hàng nữa lên đơn cho em liền các chị nhá. Ok chị yêu Nguyễn Hoàn lấy đầm DT949 luôn nha. Nghe máy xác nhận giùm em các chị nha. Nhân viên hiện tại đang gọi chốt đơn. Mọi người ơi, bây giờ thì em sẽ đi thay mẫu đây. Các chị đợi em một tí xíu, em sẽ quay trở lại các chị nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.